á, mẹ đi qua cái người mà bán bánh bò chả á, bánh mưa, nhưng mà thấy có 4-5 người ở đứng đợi nên là thôi không mua, bởi vì tính mua ăn review cho thôi, chứ thật sự ra mình cũng không có thích ăn ngọt mà mình cũng không thích cái món đó nữa. Mình thích bánh bò lá dứa mà chấm với muối mè hơn. Đây là đường Phạm Thế Hiển vào buổi tối nha. Bây giờ là cũng gần 7 giờ tối rồi, 7 giờ đêm rồi. Tối á. Hôm nay trời không mưa, có mưa lúc mà buổi trưa thôi, và bây giờ là buổi tối thì trời không có mưa, trời vẫn đang rất là trong, chỉ là trời tối thôi, xe vừa ghê, chưa đâu một lát nữa mà chạy sang đường gì dòng tàu Nguyễn Văn Kỳ á. Nó mới đồng. Ở đây là nó bày nói về mấy cái đồ nội thất, giống như là về chăn đệm chiếu gối này kia, với lại giỏng sừng này kia. Đó, bánh tử này kia, rồi bàn thạch. Đó, cây cầu mọc rồi nè. Đây là cây cầu mọc. Cầu mọc. Mật tức là mật ong á, cầu mật á, giống là mật ong, giống là cây cầu mà nó có mật ong á. Đứng tàu lao, đường nó chật rồi, nó còn dừng xe lại, nó mở cửa ra, nó nói chuyện. Bên đây là đường Dạ Nam, quẹo qua phải là đường Dạ Nam, ngay bắc kẹt.
nhìn rất đẹp. Xe gì mà xe dữ vậy?